Các bạn biết á, là thời gian vừa qua đó, tôi bị trách quá trời quá đất luôn. Bị trách quá trời luôn. Kiểu mà tại sao không dạy kinh doanh nữa? Lâu quá rồi, chừng nào mới dạy kinh doanh trở lại đây? Mặc dù á, các bạn, thực chất là tôi có viết một cái bài để mà giải thích cái chuyện này rồi á. Bạn có thể coi cái bài đó ở dưới cái comment đầu tiên á, của cái video này. Tôi giải thích tại sao mà tôi làm video về kinh doanh ít lại. Nhưng mà thực chất á, nhiều khi tôi cũng nhớ nghề các bạn. Giảng bài về kinh doanh đối với tôi á, nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ so với giảng những thứ khác. Và thôi, hôm nay tôi lấy những cái lời trách đó như là một cái cớ để làm một cái video về kinh doanh và tặng cho các bạn. Và tôi hứa với các bạn, trong cái video này, mọi kinh nghiệm tôi chỉ các bạn sẽ rất là lạ lùng, rất là mới mẻ và thậm chí có một phần nào đó sáng tạo. Có thể bạn sẽ chưa có nghe những cái này ở đâu đâu. Và nó đã hiệu quả, nó đã được ứng dụng trong thực tế. Cùng coi liền luôn kinh nghiệm bán hàng rất là thú vị tôi dành tặng cho các bạn trong ngày hôm nay các bạn nha. Rồi, cái kinh nghiệm bán hàng mà tôi tặng cho các bạn, tôi tạm đặt cái tên là nhỏ mà có vỏ. Ý nghĩa của nó là gì các bạn? Có nghĩa là cái cách này các bạn ứng dụng, các bạn hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những công ty bán cùng mặt hàng của bạn mà bự hơn bạn nhiều lần nha. Nhỏ mà có vỏ. Vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng cái này như thế nào? Cái cách này rất mới lạ nha, rất là thú vị nha. Thành ra tôi mới đưa lên đầu tiên á, và tôi nghĩ là ít người trong các bạn biết cái này lắm. Nó là một cái sự tinh tế, một cái góc nhìn á, một cái phép thử. Nói thiệt với các bạn, bản thân tôi á, trên cuộc đời làm ăn các thứ trầy trật, nói thiệt đời nó vả vào mặt mình á, vả riết mà riết chai luôn á. Và cũng nhờ những cái cú vả như vậy nó mới phát hiện ra những cái này để tôi chỉ lại cho các bạn nha. Cái này nói thiệt, đóng gói lại làm khóa học bác, thiếu gì người mua. Cái này tôi nói thật. Thành ra tôi mong các bạn thấy cái này như là tấm chân tình tôi làm và tôi tặng riêng cho các bạn, những người mà yêu quý tôi, yêu quý kênh Web 5 Ngày và đang cần một cái giải pháp nào đó để có thể kinh doanh một cách hiệu quả. Vì khi mà các bạn kinh doanh hiệu quả, nó mang lại nhiều cái vui khác. Một là đầu óc của các bạn nhẹ nhàng hơn, cuộc sống này nó vui vẻ hơn và gia đình của các bạn nó được đảm bảo về mặt tài chính hơn. Đó là cái ý nghĩa mà nhiều khi tôi nằm á, tôi tưởng tượng nếu bài giảng của tôi giúp được cho các bạn như thế, còn cái niềm vui nào nó lớn hơn nữa, đúng không? Tâm tình với các bạn chút xíu, mình vô cái bước đầu tiên ha. Bây giờ các bạn cứ đi theo tôi. Tôi nói bước 1 là bước 1, bước 2 là bước 2. Cứ đi theo tôi đi, rồi các bạn sẽ nắm rõ hết nha. Bước số 1 á, rất là dễ thôi, các bạn hãy nhìn xung quanh. Bạn nhìn xung quanh cái khu vực của các bạn đang sống á, chỗ nào mà có nhiều người tụ tập lại á, thì các bạn để ý cho tôi. Nhớ kỹ nha, cái chỗ mà mọi người tụ tập lại để làm việc, để chơi bời á, hãy để ý cho tôi. Ví dụ, đó có thể là một cái tòa nhà nào đó mà ở đó hàng ngày có hàng ngàn người tới đó làm việc. Để ý cái tòa nhà đó cho tôi. Ghi lại tên của cái tòa nhà đó cho tôi. Còn nếu bạn ở tỉnh, bạn ở một cái khu, một cái xóm nào đó mà bạn thấy có nhiều người, cái mật độ dân cư ở đây nó đông ở một cái khu vực nào đó, ghi lại cho tôi nha. Ghi cái khu đó lại cho tôi, ghi cái xóm đó lại cho tôi, ghi cái chỗ đó lại cho tôi. Đó, bước 1 rất đơn giản. Và nhớ nha, nó phải chi tiết, nó phải cụ thể tới cái mức mà bạn có thể có một cái tên riêng dành cho nó. Đừng có lấy cái phạm vi nó quá rộng. Ví dụ bây giờ bạn nói là tôi sẽ bán hàng cho người quận nhất là thôi là hỏng rồi đó. Tôi sẽ bán hàng cho quận Hoàng Mai Hà Nội là thôi, khó lắm. Được nhưng mà khó lắm. Tại vì sao? Tại vì bạn đang làm theo cái cách giống y chang như những thằng bự hơn bạn. Bạn cạnh tranh kiểu đó là nó tát bạn cái là bạn chết, nó hắt thì hơn cái là bạn chết. Né nó ra, mình kiếm một cái chỗ nào đó nó cụ thể tòa nhà này, ok, nhắm vào. Hàng ngàn cái người nhân viên văn phòng đi làm trong cái tòa nhà đó mỗi ngày á, chính là khách hàng tiềm năng của bạn đấy. Chút xíu nữa tôi chỉ cho cách để mà tiếp cận những người này. Còn bây giờ bước 1 chỉ đơn giản thôi, nhớ nha. Lặp lại một lần nữa, cho ông nào mà nãy giờ đầu óc lan man chưa có khởi động kịp, nhớ giùm tôi, nhìn xung quanh, chỗ nào mọi người bu lại đông đông á, hãy để ý cái chỗ đó, ghi lại cái tên nha. Và ghi càng nhiều càng tốt. Đó là bước đầu tiên ha. Bước số 1, bây giờ qua bước số 2 coi nó có gì vui. Bước số 2 á là một cái bước cũng rất đơn giản luôn.
Khi mà bạn đã nhắm được và có được một cái tên của một cái địa điểm cụ thể nào đó, ví dụ tòa nhà ABC ở quận 3 chẳng hạn. Đó, tôi lấy thí dụ, đó là một cái khu mà tôi đã nhắm rồi. Và tôi muốn những người ở trong cái khu nhà đó, cái tòa nhà đó, nhân viên văn phòng mỗi ngày hàng ngàn người trong đó sẽ có một tỷ lệ nào đó mua hàng của tôi. À, thì bước số 2 tôi sẽ làm cái gì? Tôi sẽ cầm đồ mà tôi đang bán tới đó để chụp hình. Và tôi sẽ cố tình chụp ở những nơi nào mà người ta nhìn vô một phát là người ta biết đó là cái chỗ mà người ta mỗi ngày đều đi qua. Ví dụ, tôi đang nhắm tòa nhà ABC đúng không? Thì tôi chụp ngay cái cổng của cái tòa nhà ABC. Tôi cầm đồ lên đó tôi chụp để cho nếu giả sử cái người làm trong tòa nhà ABC đó mà thấy cái tấm hình này thì họ biết, ồ, tấm hình này được chụp ngay bên dưới chân tòa nhà nè. Đó, đó là mục đích đó. Còn để làm gì? Một chút qua bước số 3 và cái bước tạm gọi là phân tích tôi sẽ chỉ cho các bạn biết. Vậy thì bây giờ gom lại bước 2 là hãy cầm đồ của các bạn đi tới những cái chỗ mà dễ nhận biết nhất của cái khu vực mà các bạn nhắm trước và hãy chụp hình ở đó. Nếu các bạn bán quần áo, hãy cho người mẫu của các bạn cầm mặc cái bộ đồ đó và tới đó mà chụp hình. Đấy, nếu các bạn bán một cái món hàng nào đó, hãy cầm cái món hàng đó và tới đó và chụp hình. Nếu các bạn làm những cái dịch vụ, ví dụ như là dịch vụ sửa chữa máy tính, các bạn có thể làm một cái bảng, cầm một cái bảng và tới địa điểm đó chụp hình. Hoặc là chụp cái địa điểm đó và về nhà viết chữ lên cái khung ảnh nền là tôi có sửa chữa máy tính ở khu vực tòa nhà ABC. Ví dụ vậy nha, đó là bước số 2. Dễ không? Rất dễ, cực kỳ dễ. Nha, bạn nào mà bán trà sữa, bán nước gì cũng như vậy đó. Cầm cái ly trà tới cái chỗ mà dễ nhận diện nhất của cái khu mà các bạn đã nhắm. Uống ly trà đi, ráng chụp hình sao mà ly trà nó vừa nổi bật mà cái chỗ các bạn đang đứng cũng dễ nhận ra. Thế thôi nha, bây giờ chúng ta sẽ qua tới bước số 3. Rồi ok, bây giờ là bước số 3. Bạn lấy cái tấm hình mà bạn cầm sản phẩm hoặc là bạn mặc sản phẩm và chụp ở cái khu vực đó đó. Ở bước số 2 á, bạn đem bạn quảng cáo cho tôi. Nếu bạn có tiền, bạn có thể quảng cáo Facebook, quảng cáo Zalo và sử dụng cái tính năng là quảng cáo theo vị trí kèm theo bán kính ở đó. Ví dụ, tòa nhà ABC đúng không? Ở quận 3 đúng không? Mở Facebook Ads ra hoặc là mở trình quảng cáo Zalo ra và chọn địa điểm trung tâm để quảng cáo là cái tòa nhà ABC. Sau đó chọn bán kính gần đó và bắt đầu chạy quảng cáo. Mục đích là để cho những người đang ở trong cái tòa nhà đó và những người xung quanh tòa nhà đó ở trong một bán kính nhất định, ví dụ 1-2 cây số gì đó, thấy được là bạn có bán sản phẩm đó. Và đừng quên kèm theo những cái câu nó dính tới cái địa điểm đó và nó mang yếu tố thời gian. Tôi lấy ví dụ cụ thể luôn cho các bạn dễ nhìn thấy. Ví dụ bạn làm dịch vụ sửa chữa máy tính đi, đúng không? Bạn đăng một cái tấm hình cái cổng của cái tòa nhà ABC kèm theo dòng chữ là sửa máy tính gần tòa nhà ABC, liên hệ số điện thoại 0123 gì đó, cam kết 30 phút có mặt. Ví dụ vậy, thì các bạn tưởng tượng đi, một cái người ở trong đó mà đang có trục trặc về máy tính và nhìn thấy cái bảng quảng cáo này, thì tôi hỏi các bạn họ có mua hàng không? Một cái ví dụ khác, bạn bán một cái thứ nước nào đó, một cái thứ trà nào đó rất là ngon, rất là thú vị. Và bây giờ bạn canh cái lúc mà người ta khát nước nhất có thể, tầm gần trưa hoặc là tầm 2-3 giờ xế chiều. Đó, ví dụ vậy. Bạn quảng cáo cái ly nước này cũng theo cách hồi nãy, cho họ thấy là bạn có một người nào đó, hình ảnh một người nào đó đang uống một ly nước ngay bên dưới cái tòa nhà đó và cam kết là giao hàng trong một cái phạm vi thời gian nào đó rất ngắn kèm theo số điện thoại hoặc là inbox, thì khả năng các bạn bán được hàng rất cao. Đó là sự thật đấy. Tại sao thì từ từ tôi nói. Hoặc bây giờ một cái ví dụ khác, bán quần áo, bán thời trang đi. Bạn có đồ rất đẹp và bạn quảng bá cho họ thấy, họ thích cái bộ đồ của bạn, nhưng chính cái yếu tố này mới là yếu tố khiến họ mua liền nè. Họ thấy cái người mặc cái bộ đồ đó, bộ đồ mà họ rất thích, đứng ngay cái cổng của cái tòa nhà đó, có nghĩa là họ ý thức được, má ơi, cái người mà bán cái sản phẩm này ở rất gần đây. Mà các bạn biết á, cái tâm lý của cái người mua hàng á, một khi đã thích cái gì thì muốn có nó lẹ càng nhanh càng tốt. Khẳng định với các bạn điều này luôn, một khi mà người ta đã máu rồi á, thì đừng hỏi bố cháu là ai, sẽ rất muốn có liền cái này. Thì họ có một cái động lực cực kỳ ghê gớm để mua hàng. Đó là sự vi diệu đó. Đó, cái đầu tiên là tôi chỉ các bạn
tự tìm hiểu về chạy quảng cáo Facebook nha. Cái thủ thuật mà chạy quảng cáo theo cái địa điểm cộng bán kính này là quá đơn giản rồi. Tôi không chỉ lại quá nhiều người trên mạng chỉ rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể vận dụng các phương pháp khác miễn phí. Ví dụ như là SEO Facebook, các bạn đặt một cái tiêu đề của cái fanpage. Ví dụ như là sửa máy tính gần tòa nhà ABC, cam kết 30 phút có mặt. Ví dụ vậy, bạn làm một cái fanpage như thế nha. Các bạn có thể xem lại cái bài SEO Facebook, gõ trên YouTube từ khóa là SEO Facebook web 5 ngày, xem hai cái video của tôi thì sẽ hiểu thế nào là SEO Facebook. Hoặc là cũng có thể SEO Google, thì tôi cũng có chỉ các bạn rồi. Các bạn gõ từ khóa SEO Google web 5 ngày thì nó sẽ ra cái bộ video giúp trang web của bạn lên top Google. Và hãy đừng quên, khi mà các bạn viết bài trong cái chuỗi bài giảng SEO đó, các bạn cứ làm y chang như tôi đi, nhưng bạn nhét vào một vài cái từ khóa, đó là gần tòa nhà ABC và những yếu tố thời gian, ví dụ như bao nhiêu phút có mặt, ví dụ vậy là ok nha. Bạn nào mà xem nãy giờ không hiểu gì cả, tức là cái basic, cái kiến thức nền tảng của các bạn về kinh doanh ở những bài giảng mà tôi đã dạy rồi, các bạn chưa có, hãy xem lại những video mà hồi nãy giờ tôi kêu các bạn search, tôi kêu các bạn tìm là các bạn sẽ hiểu thôi. Còn bạn nào mà coi tôi lâu năm rồi thì nhìn cái này phát là hiểu liền nha. Ok, bây giờ sẽ tới cái phần phân tích tại sao cái cách này lại vi diệu. Rồi nè, cái khúc này là khúc tôi giải thích nè. Tại sao cái này lại hay, lại thú vị và lại được gọi là nhỏ mà có giỏ? Các bạn biết là làm theo cái cách này á, các bạn sẽ có được 3 thứ mà những công ty lớn không bao giờ có được. 1 là gần, 2 là nhanh và 3 là lụm. 3 thứ này những công ty lớn không có được liền. Để tôi nói từng từ cho các bạn nghe ha. Gần là gì? Tôi nói thiệt các bạn á, mục đích của cái việc chụp cái tấm hình của sản phẩm các bạn gần cái tòa nhà đó, gần cái khu đó, gần cái xóm đó là để mang lại cái sự quen thuộc và cái sự gần gũi. Mà quen thuộc và gần gũi nó mang lại cái cảm tình thưa các bạn. Người ta ý thức là dân khu này đang bán thứ đó. Người ta ý thức được là cái người gần ở đây đang bán thứ đó. Và người ta nhận ra ngay. Người ta có xu hướng nhận ra những thứ quen thuộc với người ta. Và các bạn cứ tưởng tượng đi, một cái khu, một cái xóm, một cái ngã ba, ngã tư nào đó mà cuộc đời của người ta đi qua đi lại cả ngàn lần. Bạn chụp hình lên phát họ nhận ra ngay. Đó là cách gây sự chú ý đấy. Một cái tòa nhà, một ngày tôi nói thiệt, giả sử họ làm ở đó một năm đi, trừ hết ngày nghỉ thì cứ cho là họ đi làm 300 ngày đi. Một ngày họ ra vào cái cổng đó 4 lần, tức là một năm họ đi qua cổng đó hơn 1.000 lần nữa. Họ quen, và cái gì quen thì họ sẽ nhận ra. Giống như bây giờ các bạn nhìn một cái tấm hình của rất nhiều người á, các bạn có xu hướng nhận ra cái người quen rất nhanh. Thì đó là cái thủ thuật tâm lý học để các bạn bán hàng đấy. Giữa muôn trùng những thứ được quảng cáo thì người ta sẽ chú ý tới cái hình của bạn. Khi mà các bạn đưa ra được cái hình ảnh gần gũi nhất. Và tôi biết sẽ có một số ông chơi ăn gian lấy hình trên mạng để quảng cáo tới cái tòa nhà đó. Khó lắm, tại vì những cái cảnh quan nó thay đổi liên tục à. Nên tốt hơn hết là tới đó mà chụp. Cái miếng bánh sẽ dành cho cái người ngon nhất nha. Cái yếu tố thứ hai là nhanh. Bây giờ tôi nói thiệt, bạn mua trên một cái sàn đi, muốn giao nhanh rất khó. Nó qua bao nhiêu thủ tục, thường thường là vài ngày, nhanh nhất là nửa ngày tới một ngày. Còn bây giờ giả sử nè, bạn là người bán hàng và bạn ở gần khu đó đi. Các bạn còn nhớ bước 1 không? Tôi kêu các bạn nhắm vào cái khu đó, nó gần đó. Tôi kêu các bạn nhắm vào gần. Nên khách hàng mua một phát là bạn đi giao liền. Quá nhanh luôn, quá bất ngờ luôn. Và tôi nói rồi, khi mà người ta máu, người ta muốn có liền. Bạn thắng là bạn thắng kiểu đó. Và lụm là cái gì? Hồi nãy tôi nói đó, ba yếu tố: nhanh, gần và lụm. Lụm là gì? Có nghĩa là bạn bán, bạn có tiền liền. Nó giúp các bạn thu hồi vốn rất nhanh và có tiền tiếp tục mở rộng kinh doanh. Các bạn thấy vi diệu không? Quá vi diệu chứ gì nữa. Và cái cách này là bá đạo. Các bạn cứ triển khai trên một tòa nhà hay là một khu hay là một xóm đầu tiên đi. Khi mà các bạn thành công rồi á, hãy nhắm thêm một cái khu nhà khác, nhắm thêm một khu khác. Và thị trường sẽ là của bạn nha. Đó là cách mà chúng ta làm đấy. Rất đơn giản nhưng hiệu quả. Thử nha. Cái cách này là có triển khai rồi đó. Đặc biệt là các bạn ở vùng sâu vùng xa thì thôi, các bạn chơi cái này không ai chơi lại các bạn đâu. Hàng mà đặt từ Tiki, từ Lazada, từ Sen Đỏ về tới nơi của các bạn mất bao lâu? Còn bây giờ các bạn chơi kiểu này 15-20 phút là các bạn giao được cho khách hà. Ai chơi lại các bạn? Nói thiệt luôn, ai chơi lại? Không ai chơi lại cả nha. Đó là cái cách mà tôi muốn truyền tải cho các bạn. Thấy bá đạo ha. Và cái phần số 1 của cái bài này xin phép được dừng lại tại đây. Tôi sẽ quay trở lại với các bạn trong cái phần số 2 và phần số 3.